Và kính thưa các bạn, như vậy là tất cả những âm hưởng của dòng Việt Mix đã khép lại phần 2 buổi tối hôm nay. Bây giờ sân khấu sẽ dành lại cho nghệ sĩ DJ Dũng Lào để thể hiện tài năng, năng khiếu và tình cảm của mình cho tất cả vị khách, đặc biệt là giới trẻ. Và hơn bao giờ để đáp lại tình cảm của Dũng Lào thì tất cả chúng ta phải Arizona đi, đúng không ạ? Chúng ta sẵn sàng để chúng ta bước vào sân nhà trong buổi tối nay. Chúng ta cùng làm tất cả gì mình có để chúng ta dành cho chú rể Gia Bảo, cô dâu Thanh Loan và gia đình Việt Nam phải nói.